thì chết dở rồi, thế này thì chết dở thật rồi. Mình hãy vào đây mà xem này. Cái này mẹ bảo là hàng giả, cái gì hàng thật luôn. Con treo con này đi ra không biết hàng giả. Cô con này bị lừa rồi. Thôi để tủ lạnh cho mẹ đi để tối ăn. Tôi bỏ thì trả lời nha. Hả? Tôi bỏ không được trả lời đâu. Thôi để gọi nó cho mẹ đi. Thấy chưa? Phải chưa ra rồi. Bố phan rồi, bố phan rồi. Mút bàng. Thế rồi, thế tôi giả bố đi, không bố chửi đấy. Kệ bố. Cái này nó hỏi gì mua đâu. Chú Thảo tết bố đây. Chú Thảo? Đâu, chú Thảo đến là đã có mẹ. Mẹ đâu rồi, bảo chú Thảo tết bố rồi. Thôi mày ra chơi với cháu đi để ta đi ấy. Ok. Chơi với cháu đi để ta đi cất đi. Ta mút bàng đi. Mút bàng bố ta.